Thưa quý vị, 2 tháng đầu năm 2021, một mẫu xe lạ lẫm đến từ Trung Quốc có tên Hongguang Mini EV đã xoán ngôi của con cưng nhà Tesla, trở thành xe điện bán chạy nhất thế giới với doanh số lần lượt là 36.000 chiếc trong tháng 1 và 20.000 chiếc trong tháng 2 năm 2021. Vì sao một mẫu xe vô danh lại có mức doanh số ấn tượng đến vậy? Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây. Ra mắt vào năm ngoái, Hongguang Mini EV có tốc độ tối đa 100 km/h, tổng chiều dài 2,92m, rộng gần 1,5m nhưng vẫn có đủ chỗ cho 4 người. Các tính năng an toàn của xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống theo dõi áp suất lốp, cảm biến đỗ xe. Xe cũng trang bị đầy đủ cửa sổ chỉnh điện, loa stereo. Mẫu xe này sử dụng một khối motor điện 13kW cho công suất 17,4 mã lực. Một chiếc Hongguang Mini EV có giá 4.500 USD cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản nâng cấp của nó trang bị hệ thống điều hòa có giá hơn 5.000 USD, xấp xỉ chiếc xe SH nhập khẩu. So với xe của Tesla, chiếc Mini EV thua kém về mọi mặt, từ pin, tầm hoạt động đến hiệu suất, nhưng mức giá quá rẻ của nó khiến nó trở thành phương tiện sử dụng năng lượng mới bán chạy nhất ở quốc gia tỷ dân. Theo Forbes, những chiếc xe như Hongguang Mini EV là thứ mà thị trường còn thiếu trong cuộc chạy đua xe điện hiện nay. Xe hơi là sản phẩm tiêu dùng, giá bán đóng vai trò rất quan trọng. Dù cho giá bán đội lên gấp đôi, chiếc xe điện Made in China cũng có giá rẻ hơn rất nhiều so với bất kỳ sản phẩm nào từ các nhà sản xuất phương Tây. Nên nhớ, xe điện được xem là rẻ nhất của Tesla có giá bán lên đến 35.000 USD. Nửa cuối năm 2020, Hongguang Mini EV đạt doanh số 112.000 chiếc, xếp sau Tesla Model 3, nhưng đã bứt lên vào đầu năm 2021. Thông tin từ Trung Quốc cho thấy, liên minh sản xuất chiếc Hongguang Mini EV gọi là Wuling đã có kế hoạch bán sản phẩm ra nước ngoài. Theo BBC, Wuling đã nói chuyện với một nhà sản xuất tại Latvia để bán xe ở châu Âu. Giá bán dự kiến của nó có thể cao gấp đôi do những tiêu chuẩn về môi trường tại đây. Để kích cầu cho xe điện, chính phủ Trung Quốc công bố cấp biển số xe miễn phí và hỗ trợ bảo hành cho xe điện. Trong khi đó, tại nhiều thành phố của Trung Quốc, người dùng có thể phải mất nhiều tháng, thậm chí cả năm để nhận một biển số cho xe chạy nhiên liệu cũ thông qua hàng loạt hệ thống đấu giá khác nhau. Theo Yahoo Finance, khách hàng mục tiêu của Hongguang Mini EV là người lần đầu mua xe, mong muốn một chiếc xe giá rẻ để di chuyển trong đô thị. Hiện nay, gần 80% toàn bộ xe điện bán ra ở châu Âu tập trung vào 6 quốc gia Tây Âu với GDP thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nửa đầu năm 2020, doanh số xe điện tại châu Âu tăng 57%, trong khi toàn thị trường ô tô giảm 37%.